cái cổng chào nè anh chị. Đây là đường phố nha, đường phố kết nối. Đây là đường Cách Mạng Tháng 8, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa nha anh chị. Có cái cầu Long Hương nè. Đó, cầu Long Hương gửi đến anh chị nha. Theo tìm hiểu là có cái còi hơi của người Nhật họ lắp anh chị. Đó, ở dưới á. Đó anh chị tìm hiểu nha, tìm hiểu. Quá to luôn. Nó to lắm anh chị. Trung tâm văn hóa thể thao. Đậu ô tô nè, đậu ô tô rất là thoải mái luôn, ăn uống anh chị. Đó, đậu ô tô hai bên đường nè, vô cái quán nè. May Garden nè. À, quán này to nha. May Garden. Thích mấy cái nhà này lắm anh chị. Cái nhà làm sân vườn đã. Còn nhà to to không à? Ở đây trồng hoa. Đây trồng hoa. Vườn hoa vô chụp hình nữa. Ồ, cô bằng xài nè. Đẹp chưa? Chưa. Đó, đậu ô tô rất là thoải mái. Siêu thị Go đầy đủ các thương hiệu Highland Coffee nè. Đó, rất là to luôn chị, rất là to. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoành tráng chưa? Đó, hàng quán nè. Quán ốc mập nè. Đó, vô tiếng đường nhánh nè. Đó, ô tô đậu rất là thoải mái chưa? Rất là thoải mái luôn chị. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn tham quan một trong những cái thành phố gọi đô thị loại 2 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ theo thành phố loại 1 là thành phố Vũng Tàu thôi anh chị. Đó là thành phố Bà Rịa. Thì thành phố Bà Rịa là thành phố thuộc tỉnh lỵ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Là đô thị loại 2. À, gồm có 8 phường và 3 xã đô thị loại 2 thì công nhận ngay 2014 anh chị. Thì dân số của thành phố Bà Rịa Vũng Tàu theo năm 2022 là 235.000 người. Mật độ dân số là 2.584 người trên km vuông. Thì dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh thôi anh chị. Thì biển số xe là 72D1 anh chị. Thì em cũng không nói nhiều về thành phố Bà Rịa đâu anh chị. Lịch sử hình thành đâu, em chỉ cập nhật cho anh chị cơ sở hạ tầng hiện tại của thành phố Bà Rịa thôi. Em đang có cái mặt ở cái bạn gọi cái biển biển báo là thuộc địa phận Bà Rịa nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy vào khu vực thành phố Bà Rịa nha anh chị. Ở đây là quốc lộ 51 cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng 7 km anh chị. Lúc này là 5 giờ rưỡi buổi chiều. Xe cộ lưu thông về hướng Bà Rịa cũng như là thành phố Vũng Tàu cũng khá là sớm. Tuy nhiên không có kẹt xe anh chị. Đây là dạng như vùng ven của thành phố Bà Rịa anh chị. Chị nhìn ngắm nha, nhìn ngắm thông qua những cơ sở hạ tầng. Nói chung là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong cái tỉnh có hạ tầng giao thông kết nối rất là bài bản cũng như là đường xá rất là đẹp. Đó là xưa giờ rồi. Tuy nhiên còn thiếu một cái gọi là tuyến đường cao tốc để đi du lịch xuống thành phố Bà Rịa cũng như là tỉnh Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu. Thì khi mà cao tốc hoàn thành thì sẽ thu hút được nhiều cái lượng du khách đến với Bà Rịa, thành phố Bà Rịa cũng như là thành phố Vũng Tàu anh chị. Thì nói chung là thành phố Vũng Tàu thì khá nổi tiếng về gọi là thương mại dịch vụ du lịch rồi. Là một trong những cái địa điểm thành phố du lịch nổi tiếng ở khu vực miền Nam. Thì miền Tây đi chủ yếu là đi du lịch Vũng Tàu khá nhiều. Nên là cái lượng du khách đến thành phố Bà Rịa cũng như là thành phố Vũng Tàu hàng năm cũng khá là đông. Để hôm nay chúng ta xem hạ tầng cơ sở sau bao nhiêu năm lên đô thị loại 2, 2014 tới giờ rồi, 10 năm, 15 công nhận đô thị loại 2 thì xem hiện tại cơ sở hạ tầng đô thị cũng như là kết nối đường xá như thế nào. Dạng như vùng ven của thành phố Bà Rịa anh chị. Thì thành Bà Rịa Vũng Tàu thì nổi tiếng với cái thành phố Vũng Tàu rồi. Em cũng có nhiều clip về thành phố Vũng Tàu trên kênh, chị có thể xem lại các video em đã quay. Cũng cảm ơn cô chú anh chị trong và ngoài nước luôn luôn ủng hộ kênh Mọi Thứ Về Việt Nam.
trên mọi thứ Việt Nam, sẽ cố gắng đi nhiều nơi để ghi lại những hình ảnh hiện tại, cập nhật tình hình bà con sinh sống buôn bán cũng như là cơ sở hạ tầng ở các tỉnh thành, để đã đến cô chú anh chị cũng nhiều năm, cô chú anh chị nhiều năm mà xa quê không nhìn lại, không về lại nơi mình sinh sống, thì nhìn lại video cũng sẽ đỡ nhớ quê nhà hơn anh chị. Một cái tiếng quốc lộ thông thường có nói đó là tiếng quốc lộ 51 từ khu vực Biên Hòa, Đồng Nai về đến thành phố biển Vũng Tàu. Trước khi đến thành phố biển Vũng Tàu thì chúng ta sẽ qua thành phố Bà Rịa. Đây là một trong những cái tỉnh có một cái thu nhập cũng như là thu nhập bình quân đầu người thuộc top cả nước anh chị, cũng như là đóng góp phần lớn vào GDP cho cả nước, khá cao đó, khá cao anh chị, thuộc top luôn á. Thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất là mạnh về công nghiệp dầu khí mà anh chị, công nghiệp dầu khí cũng như là thương mại dịch vụ du lịch. Thì hôm nay chúng ta tham quan Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa nha. Hôm chiều cũng có núi, miền Đông Nam Bộ mà anh chị, miền Đông Nam Bộ. Đường xá cũng khá là bài bản, ở đây có ô tô Bà Rịa nè, Mitsubishi nè anh chị. Một trong những thành phố có 2.000 mấy mật độ dân số, 2.584 người trên km vuông tính năm 2022 thì cũng khá là cao đó anh chị. Vào đô thị nè anh chị, và cái bảng ở trên là vào đô thị. Em sẽ chạy khu vực ngay giáp ranh với khu vực thị xã Phú Mỹ, vào khu vực thành phố Bà Rịa nha, dạng như vùng ven vào trung tâm. Bên kia có nhà thờ. Long Hương, giáo xứ Long Hương anh chị. Đó là giáo xứ Long Hương nha. Anh chị nhiều năm xa quê mà chưa có về lại quê hương, thông qua video cũng nhìn lại cái đường xá nơi mình từng sinh sống để có thấy một cái hình ảnh thân thương hơn. Bây giờ thay đổi như xưa như thế nào? Mà có được cái Bà Rịa Vũng Tàu mà có được cái tuyến cao tốc nữa là rất là thu hút khách du lịch đó anh chị. Đường xá vào lúc 5 giờ rưỡi buổi chiều cũng khá là thông thoáng anh chị, trên quốc lộ 51 nè. Ở đây là khu phố Nam Vinh, phường Nam Vinh, Kim Vinh chứ, Kim, khu phố Nam Vinh, phường Kim Vinh, thành phố Bà Rịa. Đó, chuẩn bị vào trung tâm nha chị, đi vào trung tâm. Đó, có cái bảng nè, đi thẳng là vào, đi ra thành phố Vũng Tàu. Rẽ trái là về thành phố Bà Rịa, vô thành phố Bà Rịa nha. Xe khúc này rất là đông. Đường đèn đỏ anh chị. Qua một cái bảng thành phố Bà Rịa, kính chào quý khách. Vào thành phố Bà Rịa nha. Tuyến đường thông thường đi Vũng Tàu nè chị. Tuyến đường thông thường đi Vũng Tàu, bên kia là thành phố Bà Rịa đó, ở cái bảng đó. Thành phố Bà Rịa nha. Thành phố Bà Rịa. Vào xem cơ sở hạ tầng ở thành phố Bà Rịa như thế nào nha. Đó,
Rồi, kính mời cô chú anh chị, cô bác gần xa trong và ngoài nước tham quan cơ sở hạ tầng đường đường phố giao thông kết nối tại thành phố Bà Rịa nha. Thành phố Bà Rịa kính chào cô chú anh chị. Cái cổng chào nè anh chị. Đây là đường phố nha, đường phố kết nối. Đây là đường Cách Mạng Tháng 8, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa nha anh chị. Ở đây có chi hội Bà Rịa nè, chi nhánh đạo Tinh Lành. Bên kia cũng có hàng quán kinh doanh ô tô. Đường đây là đường Cách Mạng 8 nha anh chị. Trang trí đường cũng khá là bài bản. Anh chị thông qua video anh chị cảm nhận về giao thông kết nối của thành phố đô thị loại 2 ở Bà Rịa nha, thành phố Bà Rịa, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Đây là quán cà phê. Đây là nhà hàng. Đầu xe ô tô cũng khá là thoải mái nha. Đường xá ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà được gọi là làm rất là bài bản cũng như là rất là đẹp. Đó, từ xưa giờ rồi, từ xưa giờ. Có ô tô đậu ở trong khá là thoải mái. Mỗi bên hai làn đường rất là to luôn chị. Đường có trang trí tối mở đèn led lên nè, cái này mấy cái trang trí này tối mở đèn led lên. Đó, anh chị nhìn ngắm hàng quán nha, hàng quán. Xe chạy cũng khá là thông thoáng. Bên đây có siêu thị Nguyễn Kim. Hay đường Trần Xuân Soạn giao với Cách Mạng Tháng 8 nha anh chị. Xe chạy rất là thông thoáng. Vỉa hè rất là rộng luôn. Vỉa hè đậu ô tô kìa. Vỉa hè đậu ô tô rất là rộng ha. Anh chị thấy không? Đậu ô tô rất là rộng, đường rất là thông thoáng luôn. Để bàn bàn ăn ở trên luôn. Hãy qua tuyến đường góc phố để anh chị nhìn ngắm cơ sở hạ tầng của thành phố Bà Rịa nha. Nhà cửa cũng khá là bài bản anh chị. Đó, đây có cái cầu. Chạy tới cái nhà tròn anh chị. Đây là cái đường Hoàng Việt và với Cách Mạng 8. Ngay đây có cái cầu Long Hương nè. Đó, cầu Long Hương gửi đến anh chị nha. Nè, cái vòng xây có cái nhà tròn nè. Anh chị tìm hiểu trên Google nha. Em cũng nói về lịch sử hình thành. Ngay đường Cách Mạng 8 có cái nhà tròn nè. Đó. Đó, từ thời Pháp tới giờ. Rồi theo tìm hiểu là có cái còi hơi. Cái còi hơi của người Nhật họ lắp anh chị. Đó, ở dưới đó. Đó anh chị tìm hiểu nha, tìm hiểu. Em cũng nói nhiều về cái nhà tròn này. Đó, có cái tháp đồng hồ nữa kìa. Đó, em chạy qua cái tuyến một số tuyến đường trong này nha. Đây là trung tâm luôn nè, trung tâm của thành phố Bà Rịa anh chị. Đường phố rất là bài bản luôn anh chị, rất là bài bản nha. Lúc này là hơn 5 giờ rưỡi là 5 giờ 40 rồi anh chị. Dũng mưa, đây là bưu điện nè, bưu điện tỉnh Bà Rịa. Đây là kế bên công viên. Xe cộ rất là rất là thông thoáng luôn. Cái hàng quán cũng rất là đẹp. Đây là đường 27 tháng 4 nha anh chị. Đây là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè anh chị. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa. Đó, đường rất là đẹp hết chứ. Đường đẹp anh chị. Ngay trung tâm luôn, ngay cái nhà tròn anh chị. Đây là trường Trung học Phổ thông Châu Thành. Rất là đẹp á. Đường xá kết nối giao thông rất là đẹp luôn. Đường xá rất là bài bản anh chị. Anh chị nhìn nghe video anh chị cảm nhận nha. Hồi em vô mấy tiếng đường nhánh sao. Đây là trung tâm văn hóa nè, quá to luôn. Nó to lắm anh chị. Trung tâm văn hóa thể thao. Đó, đường rất là đẹp luôn. Nè đó, thấy không? Quán cà phê nè, quán cà phê đẹp chưa. Đây, đường 27 tháng 4 nè anh chị. Ồ, quán cà phê khá đẹp đó chứ. Cái góc là quán cà phê đẹp quá. Đó,
cơ quan, nói chung ở đây là cơ quan ban ngành khá nhiều rồi, trên đường 274 nè anh chị, dạo quanh thành phố Bà Rịa gửi đến cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ làm video dài dài để gửi đến anh chị từng con đường góc phố tại trung tâm thành phố Bà Rịa nha. Đây là đường 27/4 giao với đường Điện Phủ, ta chạy đường 27/4 trước đi và đường Tiến Phố sau. Góc ngã tư thường có nhà hàng cũng như là mấy cái quán cà phê rất là bài bản. Đường bên đây là Điện Phủ, đây là 27/4 tiếp nha. Lúc này mặt trời cũng chuẩn bị xuống rồi, 5:40 rồi anh chị. Đường xá đậu xe rất là thoải mái, hàng quán cà phê rất là đẹp, đường xá rất là sạch sẽ luôn anh chị. Em thấy thành phố Bà Rịa giống cái kiểu như ở dưới Vũng Tàu anh chị, đường xá hàng quán vỉa hè rất là rộng luôn. Nhà nè, nhà đẹp chưa. Rồi em sẽ chạy dạo qua cái tuyến đường nhánh nha. Nhà cửa rất là khang trang đó chứ. Sạch sẽ lắm, em thấy sạch sẽ lắm anh chị. Đậu ô tô nè, đậu ô tô rất là thoải mái luôn, ăn uống anh chị. Đó, đậu ô tô hai bên đường nè, vô cái quán nè, May Garden nè. Quán này to nha, May Garden. Ồ, sáng sáng mây đậu xe hai bên đường nè anh chị. May Garden, anh chị search trên Google xem cái quán anh chị đến nha. Mình thấy đậu ô tô hai bên đường để vô quán May Garden đó. Đường xá rộng rãi lắm, đậu ô tô rất là thoải mái, đậu ô tô ăn uống anh chị. Rồi em sẽ vô cái tuyến đường nhánh sau. Em chạy dọc theo những cái tuyến đường chính nè. Đây là chợ Phước Hưng anh chị, khu phố 7, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Chạy trời này rất là mát anh chị. Đây là sân vận động Bà Rịa nè anh chị, sân vận động Bà Rịa gửi đến anh chị nha. Đó, sân vận động Bà Rịa. Đầy đủ cơ sở hạ tầng đầy đủ. Đây có một cái vòng xây, xây rất là lớn nè. Chạy qua cái tuyến đường có hàng cây đẹp quá anh chị. Đó, vòng xoay. Đường vẫn là đường vẫn là đường 27/4. Khúc bên này có hàng cây đẹp quá. Đó, hàng cây đẹp chưa, đẹp quá anh chị. Đó, hàng cây đẹp quá. Nhà nè, đồ nhà biệt thự đẹp chưa, nhà cổng rào đẹp chưa, vỉa hè rất là đẹp luôn chị. Vỉa hè rất là đẹp luôn. Đó, nhà cửa hai bên đường anh chị nhìn ngắm nè, tuyến đường 27/4 nè. Nhà cửa rất là đẹp luôn á. Vỉa hè rất là sạch sẽ ha, khang trang luôn. Nói chung cũng không có chật chội lắm, từng tuyến đường nói chung là từng cái phường đó, không có chật chội lắm. Đó, xây biệt phủ, biệt thự. Đó, xây nhà to không ấy chứ. Có trại cá Bà Rịa nè, cá giống, trại cá giống. Đó, từng cái vòng xây nè anh chị. Rẽ qua cái đường này nha, rẽ ra đường nhánh đi, ở đường nhánh đi anh chị, ở đường nhánh, ở đường Hoàng Diệu đi. Đó, đây là đường Hoàng Diệu nè, dạng cái đường vùng ven hay sao ha. Đó,
cái đường Hoàng Diệu nè anh chị, vùng ven rồi, ra vùng ven, nhà to to to, không nhà xe bị phủ không? À, nhà có nhà bên đường kìa, có nhà bên đường kìa, khủng khiếp chưa, đất bên đây còn trống quá trời luôn nè, kế bên mặt đường đây còn trồng lúa nè anh chị, lúa chỗ bông rồi nè, đó, lúa chỗ bông gió thổi xẹp xuống nè, kế bên có cái nhà rất là to luôn. Đó, thích mấy cái nhà này lắm anh chị, cái nhà làm sân vườn đã, còn nhà to to không à, rồi ngoài đây toàn xe biệt thự không anh chị, đúng không, kế bên có trồng lúa nữa, nhìn phong cảnh hữu tình nữa. Đường Hoàng Diệu nhé, đường Hoàng Diệu toàn thấy là gọi là xây biệt thự không à, bên kia coi là trời ơi cái biệt thự à, có cái cổng à, ôi đây có cái quán cà phê nè, quán cà phê dễ thương ha. Đó, gửi đến anh chị nha, câu lạc bộ Bi Sắt à, có chơi thể thao. Ôi coi xây nè, xây nhà nè, trời ơi hoành tráng lệ chưa, đại gia đó, đại gia thành phố Bà Rịa gửi đến cô chú anh chị nha. Đó, xây cái nhà nè, chỗ nhìn lên sân đường cổng nè, chỗ coi cái nhà nè, cái nhà cái cổng nè, đẹp quá, đường ở giữa trồng hoa nè, hoa giấy nè, ở đẹp quá anh chị, đường hai bên mỗi bên hai làn xe rất là rộng luôn, dạng như cái vùng ở ngoài đây họ đất còn trống nhiều, họ mua họ xây biệt thự anh chị. Ờ, quá đẹp luôn chị ạ. Còn lại xây biệt thự không, hai bên đường xây biệt thự, đường Hoàng Diệu anh chị, đất còn trống nhiều lắm, ở ngoài đây còn còn trồng rau nữa nè, vườn hoa đình đất chụp hình đó anh chị. Ờ, vườn hoa à, ở đây trồng hoa, đây trồng hoa, vườn hoa vô chụp hình đó. Đây ở ngoài đây đất nông nghiệp còn nhiều kìa, ở bên kia trồng lúa quá trời luôn, thành phố Bà Rịa đất trống quá trời luôn, quy hoạch rất là dễ, khu nào đất trống quy hoạch rất là dễ anh chị. Đó, chạy vô trung tâm lại nha, ôi coi nè, đất còn trồng rau quá trời luôn chị, nghe thành phố Bà Rịa. Rồi chạy vô lại thành phố Bà Rịa nha, ở đây có cái bảng nè, có bảng hướng dẫn các hướng đi nè anh chị. À, các hướng đi ngã 6 anh chị, đó, về Châu Khoa, Châu Đức, Long Điền, thành phố Vũng Tàu, quay vô lại thành phố Bà Rịa, đó, có nhiều cái tiếng đi á, ngay chỗ cái vòng xoay nè, có nhiều cái hướng đi ngã 6, ở đây là ngã 6 luôn chị, gửi đến anh chị nha, quay lại thành phố Bà Rịa nha, quay lại trung tâm thành phố nha, đường nè, mỗi bên ba làn xe, trời ơi rộng rãi chưa. Đó, lúc này mà trồng bonsai xài đẹp quá anh chị, ô cô bằng xài nè, đẹp chưa, đẹp chưa, đó, cây bonsai đẹp quá, đúng không, quá đẹp. Đó, đường hàng cây nè, đường lúc nào cũng trồng hai hàng cây đẹp chưa. À, bắt đầu tối dần nè, chuẩn bị lên đèn anh chị, bị phố thị lên đèn à, đường mỗi bên ba làn xe nó rộng thênh thang luôn. Đó, gửi đến anh chị nha, thành phố Bà Rịa kính chào cô chú anh chị nha, còn đất trống rất là nhiều anh chị, đây có nhà gì đẹp dưới hàng cây, đặc biệt giữa hè dưới đây đẹp quá anh chị, đây chắc nhà hàng khách sạn, nhà hàng khách sạn. À, karaoke đẹp quá, karaoke đặc biệt chỉ hè dưới thành phố Bà Rịa rộng lắm anh chị, rộng lắm, quá đẹp luôn. Ở hàng quán anh chị nè, nhìn ngắm nè, không thiếu đồ ăn uống cà phê luôn. Ở bên kia là các khu bàn cờ anh chị, đường xá đẹp lắm anh chị, chạy im lắm, đường xá chạy im lắm, đường rộng lắm. Đó, cà phê nè, coi cà phê nè, rất là thoải mái luôn. Đây là giao đường Hùng Vương anh chị, đường Hùng Vương khá to luôn,
kia là các khu dân cư. Đường Hùng Vương, quán cà phê đã không? Quán cà phê rộng ghê chưa? Đó, xe ô tô đậu trên vỉa hè nè, anh chị thấy không? Xe ô tô đậu trên vỉa hè rất là rộng luôn. Đó. Đây là đường đường Phạm Ngọc Thạch nè anh chị. Đường rất là đẹp luôn anh chị. Đó, ô tô nè, ô tô đậu trên vỉa hè nè, coi nè. Đậu yên một chiếc ô tô trên vỉa hè rất là rộng luôn. Đó, đường ở dưới nè, thênh thang luôn. Đường phố cực đẹp luôn anh chị. Em đánh giá rất là cao đô thị loại 2 ở thành phố Bà Rịa. Đây là những tuyến đường đường chính. Đường nào em thấy đường nhánh cũng chán nhựa rất là đẹp luôn. Coi vỉa hè nè, vỉa hè đậu ô tô rất là thoải mái luôn anh chị. Lúc này 5:50 rồi, chuẩn bị 6 giờ rồi. Quán chuẩn bị lên đèn nè. Đây là tuyến đường Hùng Vương nha anh chị. Mà em đặc biệt em thấy tỉnh nào cái đường Hùng Vương cũng nằm ở trung tâm mà rất là to luôn anh chị. Đậu ô tô nè, thoải mái chưa? Đậu ô tô ăn uống thoải mái luôn á. Trung tâm giáo dục tỉnh Bà Rịa. Đó, đây là trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Đó, đường xá rất là thoải mái, chạy rất là đã luôn chị. Nó im, chạy nó im rất là đã luôn. Tuyến đường Hùng Vương rộng rãi chưa? Xe chạy rộng rãi chưa? Để trước cũng có một cái bầm xây rất là to luôn. Đó. Hàng quán hai bên đường nè, đậu xe ô tô ở trong, coi cái đường nó to cỡ này. Cái đường nó to không? Đây có bầm xây rất là to. Rất là to, anh chị nhìn ngắm hàng quán kinh doanh nha, hàng quán kinh doanh. Nhìn ngắm xe cộ chuẩn bị lên đèn, các bảng hiệu chuẩn bị lên đèn. Nói chung là tình hình mà đường xá, xe cộ, hàng quán cũng khá là nhộn nhịp. Đặc biệt là đường nha, mặt đường rất là im, chạy rất là im. Rộng rãi không? Đậu một hàng xe ô tô ở trong. Đây là trung tâm y tế Bà Rịa. Ô tô đậu thoải mái chưa? Đây là trung tâm văn hóa thể thao. Xe ô tô lên vỉa hè đậu nè anh chị, thoải mái chưa? Rộng rãi luôn, ở dưới đậu cũng rất rộng rãi luôn. Đây là phường Phước Hiệp nha anh chị, thành phố Bà Rịa, phường Phước Hiệp. Từng con đường góc phố gọi đó anh chị nha. Khu vực trung tâm nhà cửa rất là sơm nha. Nhìn ngắm ô tô xe cộ buôn bán thì khá là nhộn nhịp. Thấy đường ở Dũng, thành phố Bà Rịa nói riêng, tỉnh Vũng Tàu nói chung khá là đẹp. Cơ sở hạ tầng một trong những cái tỉnh
rồi là tỉnh công nghiệp dầu khí, cái nguồn ngân sách rất là nhiều để xây dựng cơ sở hạ tầng trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu á chị. Rất là phát triển đó chứ, thành phố rất là phát triển anh chị. Đó, dọc ra siêu thị Go, cơ sở hạ tầng đường xá kết nối, đây là đường Chi Lăng, đường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa nha. Đó, đây là siêu thị Go, Bixi Go nè anh chị. Hoành tráng chưa? Thì cô gửi đến cô chú anh chị nha. Rất là to luôn. Thì cô rất là to luôn. Đường xá rất là đẹp luôn chị. Khá đẹp. Đó, trong những hàng cây ở ngoài là quốc lộ. Đường xá nè anh chị, giờ đường xá nè. Nhìn khá đẹp đó anh chị. Chạy im lắm. Tiền siêu thị Go. Đây là đường Lê Thành Di. Đó, đầu ô tô rất là thoải mái. Siêu thị Go đầy đủ các thương hiệu Highland Coffee nè. Đó, rất là to luôn chị, rất là to. Đó, siêu thị Go rất là to. Có cái container bán quần áo ngoài nữa kìa. Đầu xe ô tô rất là thoải mái luôn chị. Đó, siêu thị Go quá đẹp anh chị nha. Quán cà phê này, to đúng, đúng không? Quán cà phê rất là to luôn. Là chợ truyền thống, hình như khu trung tâm thương mại Bà Rịa anh chị. Ngoài là quốc lộ 51 đi Vũng Tàu. À, mặt à. À, trung tâm thương mại Bà Rịa. À, trung tâm thương mại Bà Rịa gọi đến anh chị nha, giống như chợ Bà Rịa đó. To lắm. À, ngoài bán chợ đêm nè. Ngoài có chợ đêm. Ở ngoài đây là quốc lộ 51 đi Vũng Tàu nè anh chị. Đây là chợ đêm nè. Chợ đêm. Chợ đêm chắc tối này rất là đông. Bán xịt tố. Trung tâm thương mại Bà Rịa gửi đến anh chị nha. Một trong những đô thị loại 2 khá là phát triển tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung tâm thương mại nè anh chị. Ở ngoài thì chợ đêm. Hạ tầng gửi đến anh chị rất là rộng luôn, khu vực trung tâm thương mại rất là rộng anh chị. Đó, bán sinh tố, bán thức ăn qua từng con đường góc phố nha, gửi đến anh chị nha. Đây nhà phố giống giống nhau này. Phố giống giống nhau nè. Vô một tiếng phố đi. Dân cư nè anh chị, khu dân cư ngay chỗ gần trung tâm thương mại Bà Rịa nè. Chạy vô một cái tuyến đường nhánh nhỏ vậy, khu dân cư anh chị. Đó, khu dân cư nè, ô tô đậu trên vỉa hè thoải mái chưa. Khu dân cư nè. Đầy đủ hết. Một cái hẻm thôi đó. Đó, trang trí đèn nè. Trang trí đẹp chưa? Đây trụ sở của Aribank mà to đùng luôn. Aribank Bà Rịa nè. Đó,
Đó, đẹp chưa, chuẩn bị lên đèn hết nè, trang trí hoa mai hồi Tết còn để lại nè, đẹp chưa. Đó, hàng quán cà phê rất là đẹp luôn. Khá đẹp anh chị, đậu xe rất là thoải mái luôn. Chủ là một cái vòng xoay rất là lớn. Đó, đây là Co-op Max nè chị, Co-op Max to chưa. Co-op Max cũng gần với Vixigo luôn. Đó, đây là một vòng xiến nè, to chưa, vòng xiến đường đi Vũng Tàu. Đó, thành phố Bà Rịa kính chào quý khách nè. Đó, to chưa, làm bằng cây cảnh luôn. Quá đẹp, giao thông đường xá nói chung là em thấy đường rất là đẹp luôn chị, đường rất là đẹp luôn. Đẹp thiệt cơ chứ. Giao thông kết nối rất là đẹp luôn. Đó, có mắt nè anh chị. Có mắt Bà Rịa nè. Đường xá nè, rộng rãi chưa? Quá rộng luôn. Đi một tiếng đường nhánh vô nha. Đó, hàng quán nè. Đó, Rotaria, rồi Pizza Hut nè. Đó, nhà phố thương hiệu. Đầu tiếng đường nhánh đi chị. Đây là đường Nguyễn Hữu Thọ nha, đường Nguyễn Hữu Thọ. Vô tiếng đường nhánh. Đây là đường Ngô Gia Tự. Đó, đường Ngô Gia Tự nè, đó quán cà phê nè. Gặp dọc theo quán cà phê cũng khá là đẹp anh chị. Đây là trường Lê Thành Duy, trường tiểu học Lê Thành Duy. Trường cũng khá là bài bản nha anh chị. Ở đây là Galaxy Hotel, rất là to luôn. Galaxy Hotel, Bạch Ngân Hotel kế bên. Rất là nhiều cái hotel. Ở đây sân tập võ buổi chuẩn bị buổi tối cho các võ sinh. Đó, ở đây ở ngoài rất là rộng anh chị. Ngoài rất là rộng, còn đất nhiều lắm. Đó, chạy dọc vô cái mấy cái đường dân cư để gửi anh chị nha. Rất là nhiều khu luôn, rất là rộng đó chứ. Hotel cũng khá là nhiều, to. Rồi cái tuyến đường khác nha. Đây, tập gym to chưa? Tập gym to chưa? Quá to luôn. Đường xá rất là rộng rãi luôn. Vào tuyến đường Bạch Đằng nha. Đó, đường Bạch Đằng gửi đến anh chị nè. Ở bên hai làn xe rất là rộng rãi chưa. Hotel nè, hotel rất là nhiều, khá là bài bản anh chị. Em đặc biệt là em thấy đường và vỉa hè ở dưới Bà Rịa, thành phố Bà Rịa rất là đẹp luôn. Vậy hàng quán mấy buôn bán nó sạch sẽ anh chị. Kia là tòa nhà của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà tòa nhà làm việc, đẹp chưa. Gửi đến anh chị những tuyến đường đẹp nha, những tuyến đường đẹp tại thành phố Bà Rịa nha. Đường nào em thấy cũng đẹp đó anh chị nè. Tòa nhà hành chính nè, đoàn đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoành tráng chưa. Đây cũng xây cái gì nè, tòa nhà rất là to nè. Đó, đường nè, đường rất là rộng rãi luôn chị, trang trí rất là đẹp luôn nha. Đó, đây các cơ quan nhà nước, đó, tỉnh ủy Bà Rịa nè, quá to luôn chị, to lắm. Đi dọc đây nè, dọc hai bên đường đây nè, dọc hai bên đường là cơ quan nhà nước nè.
rất là to luôn. Đó, to chưa? Đỉnh Quỷ Bà Rịa nè. Đó. Đường nè, coi nè, đường rất là đẹp luôn. Đẹp lắm anh chị. Đường chạy rất là im luôn á. Hôm nay em cũng bất ngờ với cái thành phố Bà Rịa, cơ sở hạ tầng của thành phố Bà Rịa anh chị. Đường sáng rất là rộng rãi luôn. Đây, cái đường này là cơ quan nhà nước khá nhiều. Chưa có vòng xoay nè. Thấy cơ quan nhà nước khá nhiều anh chị. Đây là đường Bạch Đằng. Đường này là đường Phạm Văn Đồng giao với đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng này là cơ quan nhà nước khá nhiều anh chị. Đường khá đẹp. Đó, toàn tòa nhà cơ quan nhà nước. Nay em làm video dài dài để gửi đến anh chị nha. Bảo hiểm xã hội nè. Đó, các tòa nhà của cơ quan nhà nước nằm trên cái đường Bạch Đằng. Để gửi đến anh chị trọn vẹn những con đường tại thành phố Bà Rịa. Đây, bệnh viện nè, công an tỉnh Bà Rịa, bệnh viện bệnh xá dành cho công an, khu dành cho các cơ quan công an tỉnh Bà Rịa. Đó, ra đây là khu dân cư nè, ngoài đây là khu dân cư nè. Đó, quán ốc Bình, ốc Bình lên đèn này nè anh chị. Đó, ốc Bình lên đèn này nè. Ngoài đây là khu dân cư. Ở đây là đường Phạm Hùng, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa nha anh chị. Đó, quán ăn. Đường xá rất là đẹp luôn, rất là thông thoáng, mà em thấy đường nào cũng to hết chị. Đây quán cà phê này, đẹp chưa? Đây quán cà phê nào cũng đẹp. Mà cái vỉa hè, đặc biệt cái vỉa hè, cái đường với cái vỉa hè nó rộng lắm. Đây cơm niêu qua sữa nè, Bà Rịa nè. Đúng không? Cái đường nào cũng rộng hết á. Mà vỉa hè rất là rộng luôn, rất là đầu xe rất là thoải mái luôn á. Quán cà phê nè, quán nào cũng thấy đẹp không. Đi đâu cũng thấy cà phê muối Chú Long nổi tiếng quá, xuống thành phố Bà Rịa nè. Đó, cà phê muối Chú Long nè anh chị. Phạm Hùng khá to không, hồi nãy giờ em chạy cái tuyến đường anh chị nhìn ngắm đi, đường to không à. Đó, bây giờ lên đèn đường bắt đầu mở lên này nè, bắt đầu tối rồi anh chị. Hàng quán nè, coi là để nè, để xe nè, đậu xe ô tô mà chạy lề cũng to được luôn, rất là rộng luôn. Đường đã rộng rồi, vỉa hè còn rộng nữa nè. Đậu xe mua đồ rất là thoải mái luôn. Cơ sở hạ tầng kết nối giao thông ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khá đẹp luôn anh chị. Quy hoạch quá tốt anh chị ơi. Thật sự tốt luôn anh chị. Đó, hàng quán nè, đó, hàng quán nè. Ốc mập nè, đó, vô tiếng đường nhánh nè. Đó, ô tô đậu rất là thoải mái chưa? Rất là thoải mái luôn chị. Đây là đường Điện Biên Phủ, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Đó là một số hình ảnh về trung tâm thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
một trong những đô thị loại 2 ở vùng Đông Nam Bộ. Thôi, video về trung tâm thành phố Bà Rịa cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.